Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô A Di Đà Phật Kính thưa quý vị cao niên kỹ trưởng trong đạo Kính thưa quý vị thiện hữu tri thức Kính thưa cụ ông, thưa cụ bà Cùng toàn thể chư đồng đạo thân kính Trong buổi chia sẻ giáo lý Đức Thầy Đêm nay chúng ta sẽ cùng nhau học tiếp theo qua cái phần chú giải số 43. Thì qua cái phần số 42 rồi thì chúng tôi đã chú giải 10 câu giảng à từ câu số 540 đến câu số 550. Và đến phần chú giải số 43 này thì chúng ta sẽ ôn lại qua 25 câu giảng. À, từ câu số 551 đến câu số 575 mà phần chánh văn thì Đức Thầy dạy chữ bạn tác dầu cho đến chết cũng keo xa keo sơn gắn chặt mới là bước ra đường ăn nói thật thà dầu khôn khéo cũng là giả dạy nếu tranh đường ác ta bị hại thêm xa cơ còn bị xích xiềng vì đời nay chúng nói dụng tiền, ít ai dụng, chữ nhân chữ nghĩa. Theo học đạo mặc ai mai mỉa, ta cũng đừng gây gỗ với người. Được mấy điều thì đáng vàng mười, thiệt hiền đức, có ai mắng chửi. Xưa Đức Thánh luận bằng cái lưỡi, Ngài nói rằng các việc tại mày, thuận với và hay ghét với gầy, cũng cái lưỡi làm thầy các việc. Phải kiếm cách đặng ta trừ tuyệt Lấy tâm thần làm chủ mấy màu Cũng chẳng nên theo tánh võ hầu Thấy chẳng nói mà nhăn mà nhướng Hải liệu sức cho nên nói bướng Giàu việc chi liệu lượng mà làm Thưa chư quý đồng đạo thân kính Thì đó là cái phần nguyên văn Qua 25 câu Mà hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ Qua cái phần chú giải số 43 Thì đồng đạo biết rằng Số này À, cũng như ở 10 câu giảng trước thì đây là những cái việc ứng xử trong cái mối quan hệ đối với xã hội, đối với mọi người chung quanh, đối với mọi người à, không cùng đạo với mình hoặc giả là những người không có tín ngưỡng về tôn giáo. Như vậy thì trở lại câu giảng đầu tiên trong số 43 này thì có thể là 25 câu giảng này thì có thể là câu nào có từ ngữ khó thì chúng tôi trình bày nhiều một chút. Còn nếu câu giảng nào thầy dạy quá rõ nghĩa rồi thì chúng ta chỉ cần lướt qua để mình luận giải thôi, à, không cần phải chú thích từ ngữ. À, có thể là một lượt. Thì chúng tôi trình bày một câu hoặc giả là một đoạn thì đó là tiền nghi theo là đức thầy để chúng ta cố gắng là bàn với luận đang coi chân lý. Như vậy thì câu số 551 chữ bạn tác giàu cho đến chết cũng keo sơn gắn chặt mới lạ thì đây là đức thầy nhắc trong cái đạo ngũ luân trong cái tình bè bạn bởi vì hôm nay giàu rằng mình là người tu nhưng mà đồng đạo nhớ rằng chúng ta là người tại gia thì cái đạo bè bạn là một cái đạo cần phải có trong một cái nền tảng luân lý làm người mà đức thầy đã dạy tức là phải giữ cho tròn luân lý tam can ngũ thường thì trong cái điều đăng cấm thứ nhất như vậy thì uh, chữ bạn tác thì bạn tác đây còn gọi là bạn hữu à, còn gọi là cái tình bạn thân thích với nhau lứa tuổi cũng ngang với nhau trong cái uh, cuộc sống thực tế mà sách xưa và đức thầy thì dùng cái từ là bạn tác vậy cho nên chữ bạn tác là bạn hữu cũng giống như đức thầy viết trong cái uh, bài không buồn ngủ đó đạo bè bạn bất phân nhân với ngã chữ nghĩa tình sắt đá mãi bình gan thì nếu nói về bè bạn thì tuyệt đối chúng ta không phân biệt nhân ngã thì đây là những yếu tố mà chúng ta cần phải thực hiện tôi nói ví dụ giờ này mình tu mà cái người bạn thân của mình không có tu hành giống như mình thì chúng ta cũng không nên mình tách rời mà mình cũng phải có một cái mối quan hệ hài hòa tốt đẹp với nhau trong cái tinh thần đạo đức với cái sự cho phép trong dưới luật của đạo còn nếu như mà trong tình bè bạn mà cái nào mà nó quá mức về dưới luật của đạo thì mỗi đồng đạo chúng ta có thể gọi là hòa nhi bất đồng đó theo cái thuật của khổng tử đã dạy à, vì vậy cho nên để thực hiện vấn đề này thì chẳng những đạo bè bạn bất phân nhân với ngã trong cái tình bạn hữu với nhau mà đức thầy còn dạy là chữ bạn tác giàu cho đến chết cũng keo sơn gắn chặt với mấy là. Thì nếu nó là bè bạn rồi, thì sống làm sao thác như vậy, à, phải đi ngược với cái câu mà trong Minh Tâm Bủ Giám, cũng như trong Nguyễn Tư được thầy dạy đó, à, giàu đổi bạn, à, tức là sang đổi vợ, mà giàu, giàu đổi bạn, sang đổi vợ là những câu trong sách Minh Tâm đó. Thì những cái đó là những cái nó đi ngược lại. Như vậy thì để hiểu được rõ hơn, trong cái khái niệm là chữ bạn tác giàu cho đến chết đó, thì chúng ta chỉ mượn điện tích thôi đồng đọc bởi vì bè bạn thì tham gia hồi xưa giờ thì chúng ta thấy rất là nhiều ở trong các cái sử lược có nên thì nhiều khi rồi tình bè bạn đó có những lúc nó thân anh hơn anh em ruột thịt bởi vì bè bạn mà chúng ta nói cho cùng thì suy cho cùng ở cái chỗ mối quan hệ này thì nó không phải là ruột thịt rồi tức là thường là người dân nhưng mà khi họ đồng tình với nhau có chung cùng chung chí hướng với nhau lo lắng giúp đỡ với nhau thì có rất là nhiều cái mối tình bè bạn thân hơn cả anh em ruột thịt thì đây là cái điều đương nhiên trong xã hội thì mỗi cá nhân của đồng đạo mình của khi bản thân tôi cũng vậy thì cá nhân chúng ta thì lúc nào cũng từ xưa giờ cũng có cũng có nhiều rất rất nhiều người bạn khi mà thở nhỏ mình đã có bạn rồi rồi lớn hơn nữa thì mình đi học phổ thông cũng có bè bạn rồi rộng hơn nữa là khi ra ngoài đời đi chơi À, lúc mà cái tủ cặp kê thì bè bạn rất đông Rồi giờ này chúng ta bước vào con đường đạo Thì mình lại có thêm rất nhiều bạn tri kỷ Bạn đạo của mình thì nó không hết Nhưng mà cái quan trọng ở đây Đức Thầy dạy là dầu cho đến chết Cũng keo sơn gắn chặt mới là Thì dầu cho chết nhưng mà tình bạn cũng phải gắn chặt như keo và sơn Thì đây là những cái khái niệm Phải nói gọn là cái chắc dính Nói về sự nghĩa đen keo sơn là chắc dính À, nhưng mà về nghĩa bóng thì trong cái tình bạn chúng ta dầu cái hoàn cảnh khởi nào nhưng mà đối với người tu mình thì cũng phải gắn chặt cho nên để làm sáng tỏ thêm về vấn đề mà cho đến chết thì trong sử lược có kể lại cái sự kiện của tức là dương giác ai và tả bá đào thì trên cái con đường đi đến triều đình nước sở để lập nghiệp thì hai vị này thì hơn thua với nhau là 5 tuổi và trên cái quá trình đi lập nghiệp thì hai người gặp với nhau trên đường đi, kết nghĩa thăm giao, rất là thân với nhau. Thì đùm bọc lo lắng cho nhau trên mọi cái cảnh khổ khó. Nhất là lúc ấy là vào một cái mùa đông giá rét. Cho nên thì Dương Giác Ai thì mạnh dạn hơn, lực lưỡng hơn, còn tả bá đào thì yếu hơn, yếu ớt hơn. Vì vậy cho nên khi mà cái cơn mùa đông giá rét nó đến rồi thì lúc bây giờ chống chọi không nổi cho nên sinh bệnh yếu lắm thì trong khi đó tình mẹ bạn thương với nhau đồng mọc với nhau cho nên dương dắt ai thì đi kiếm củi nè rồi kiếm thức ăn về để sửa ấm lo cho bạn thì trong lúc ấy thì tức là <laughs> bá đào mới là tả bà đào mới thấy được mình quá yếu rồi chắc có thể là không đủ sức để đi đến triều đình để lập nghiệp cho nên cuối cùng thì chấp nhận à, quyên sinh và trước khi quyên sinh thì nói với bạn mình rằng đó giờ này biết được rằng tôi không đủ sức đến triều đình mà nếu như mà huynh đệ anh em thương với nhau để cho anh luyên lụy tôi như vậy thì cả hai chúng ta không đạt mục đích chia bằng tôi xin hy sinh đi trước để cho anh một mình đó nó nhẹ đi gánh nặng để anh đến triều đình để có một cái cơ hội để lập cái thân danh thì nói xong thì lúc bây giờ thì tả ba đào thì chút hơi thở sau cùng thì dương giác ai cũng hết sức là thương bạn và cũng lo cái mồ mã nhưng mà rất là đơn sơ và sau đó thì gần như nghe lời căn dặn của bạn đáng lẽ là quyên sinh theo bạn đó nhưng nghe lời căn dặn của bạn thì đến triều đình thì khi đến triều đình nước sở thì có gặp một cái vị thượng tức là thượng đại phu thì với một cái mối thân thương và biết được rằng đây là người rất là giỏi văn về học vấn tài ba cho nên lúc bây giờ mới giới thiệu với vua và vua mới tức là mới là phong hàm làm rất là một vị quan gọi là trung đại phu thì sau khi dương giác ai được làm quan thì mới tâu với vua trên đường đi như vậy thì mình có một cái người bạn và vì cái lạnh cống không đủ thức ăn lương thực cho nên cuối cùng phải bỏ mạng giữa đường thì vua phê chuẩn và cũng phong cho người đó làm là trung đại phu giống như dương giác ai và truyền cho ba quân đó đến đó để xây một cái đền thờ xây mộ cho tương tắc thì lúc bây giờ lúc bây giờ là nỗi vui mừng lắm khi bạn mình đó, giàu đàn đã đã quá vãng rồi nhưng mà cũng được vua phong làm đó là một cái vị trung đại phu ngang chức với mình và hôm nay cũng được hậu hỷ được vua đến để xây quân sĩ đến để xây mộ mã đền một cái phải nói rõ là cái nơi thờ cúng rất là trang Nghiêm nhưng mà khi đến đây rồi thì lúc bây giờ vào buổi tối nằm ngủ đó thì dương giác ai mới nằm mộng thấy tả bá đào về mới báo mộng rằng đó những thời gian ở đây linh hồn rất là khổ sở vì kế đây thì có cái mộ của kinh kha à, sau khi kinh kha vân theo lệnh của thái tử đan à, sang sông dịch để à, phải nói rõ là hành thích tần thủy hoàng không thành công vì vậy bị thần tần thủy hoàng giết chết và dục cái xác ngoài đồng nội thì lúc bây giờ cao tiệm ly mới đem cái xác về và chôn ở cũng gần đó, bởi vì kinh kha là một võ tướng cho nên rất là hung sùng, cho nên thì tả ba đào sức yếu thế cô địch thống nổi thường là bị đánh đập hết sức là giá man. thì khi giật mình thức dậy thì dương giác ai dương giác ai mới đến hàng xóm mới hỏi thăm, thì ở xóm ta mới chỉ có mộ kinh kha, cái mộ này linh thiêng lắm, cho nên thì ai cũng sợ lắm rất là linh thiêng. thì lúc bây giờ thì dương giác ai mới đến đây và mắng vào mộ nói những câu phải nói rõ là với một cái khí chí của một cái vị làm quan nếu như ngươi mà ăn hiếp em ta như vậy thì ta chứ không tha cho ngươi thì sau khi hâm dọa xong rồi thì đêm đó ngủ nữa thì tả bá đào mới về bó mộng dầu đằng á, là huynh có có hâm dọa nhưng mà huynh rất là giỏi nhưng mà huynh là cái con người dương thế còn về cái phần hồn thì họ đâu có sợ cái người dương thế đâu cho nên thì binh tướng của phải nói rõ là kinh kha rất là giỏi vì vậy nên dẫn đến đây để phá quấy đệ làm cho đệ quá đau khổ thì sau khi tỉnh mộng lúc bây giờ phải nói rõ là dương giác ai nè, biết được là là mình là cái người cái người sống còn sống người dương thế thì không địch nổi với các cái quan hồn cho nên lúc bây giờ thì ông mới làm một cái cái cái, cái sớ tâu với vua kể sự tình như vậy và ông nguyện là phải quyên sinh à, cái linh hồn mình à, phải xuống dưới để là cùng với à, à, bạn của mình Bảo vệ bạn mình để đánh trả lại Với cái bọn lính Cũng như cái bọn của Kinh Kha Thì sau khi làm sớ dân xong Thì lúc bấy giờ thì à, Dương Giác Ai thì à, Rút gươm ra và tự giận Thì sau khi tự giận xong thì Nghe làng xóm kể lại thì đêm đó Đến canh ba Thì sóng chốt nổ lên hết sức là dữ dội Thì sau khi cuộc sóng chớp đó xong Thì sáng ngày Ở cái mộ Kinh Kha thì gần như bị Giống như bị trời đánh à, Tan hoang hết đó, vỡ hết thành đất bằng hết và những cái xương ở dưới đáy mộ đó thì được uh, dăng tung lên trên và từ đó thì mộ kinh kha không còn linh nữa vì vậy cho nên sau khi vua nước sở biết được sự kiện này thì vua nước sở mới là đến đây để xây một cái ngôi mộ thật lớn của hai người và lúc bây giờ thì vua nước sở mới là phải nói rõ là Mới phong đây là bốn đây là hai cái vị trung nghĩa uh, sinh tử có nhau vì vậy cho nên qua mẫu chuyện đó thì có thể chúng ta cũng đúc kết lại trong cái tình bạn mà Đức Thầy giải đây là chữ bạn tác giàu cho đến chết cũng keo sơn gắn chặt mới là thì cái tình bạn, cái tình bạn của Dương Giác Ai và Tả Bá Đào thì đây là rõ ràng tình bạn keo sơn đó nó gần với nhau như keo và sơn dính chặt với nhau chẳng những sống mà khi đến thác rồi cho nên đúng với câu là sát tim mắt hồng thiên chẳng mắt đồng đạo cho nên khi chết rồi nhưng mà linh hồn hẳn vẫn hòa viện với nhau và vẫn yểm trợ giúp đỡ vẫn nhau, với nhau và được cái người sao tôn thờ đến ngày giờ này thì đó là chúng ta hiểu qua hai cái câu giảng này là chữ bản tác dầu cho đến chết cũng cao sơn gắn chặt mới lạ và đức thầy mới dạy thêm một cái thuật ăn ở bước ra đường ăn nói thật thà dầu khôn khéo cũng là giả dạy nếu tranh đương ác ta bị hại thêm xa cơ lại bị xích xiền như vậy thì qua cái đoạn giảng này thì đồng đạo biết rõ rằng hôm nay người tu của mình thì Đức Thầy dạy chúng ta là phải cẩn ngôn cấm hạnh Cái quan trọng là mình phải thật thà Bước đường nó thật thà giàu rằng chúng ta có tài ba có tài giỏi cả nào Nhưng mà chúng ta cũng đừng có nên khoe khoang đồng đạo Bởi vì thật sự xã hội loài người Rất là phức tạp Cho nên cái giỏi cái hay của mình Thì để mình biết được rồi Còn nếu cái giỏi cái hay của mình mà đem ra ngoài đường Mình khoe khoang với người này Mình khoe khoang người khác thì sớm muộn gì chúng ta cũng chuốt vạ vào thân cho nên người xưa thường nói con ếch đó, Nó chết vì cái miệng đồng đạo Phải không? Vì cái tiếng kêu Vì tiếng kêu của nó Cho nên người tu cũng ta chúng ta cũng vậy Thì mình phải tuyệt đối Thực hiện đúng như là Đức Thầy dạy là đã, đã tu hành đừng có buông chôn đã, đã tu hành đừng có buông chôn Tưởng hay giỏi phe phan tài cán đó Người hiểu rành mới càng thêm chán Chi bằng ta bỏ lối trớ trêu Như vậy thì cái quan trọng mà Thầy dạy đây là bước ra đường ăn nói thật thà Chúng ta nói năng hết sức là phải nói rõ là lựa lời Dầu rằng mình khôn khéo Nhưng mà lúc nào trẻ với già nhìn hai chữ từ khiêm Lúc nào chúng ta cũng giả dạy Bởi vì có giả dạy chúng ta mới giữ mình Cho nên trong sấm à, ký Của cụ Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm Thì Ngài cũng dạy rất rõ rồi Mấy kẻ nên khôn đều có dạy Làm người có dạy mới nên khôn Vì vậy cho nên hôm nay Trong cái phương diện ứng xử bên ngoài Thì dầu rằng chúng ta có hay có nào Nhưng mà thật ra mình giả dạy Đó là một cái món pháp để bảo vệ chính mình tôi nói à, nôm na ví dụ đi bây giờ giữa hai cái người làm một ruộng gần ranh với nhau mà nếu như khi mà tiếp xúc với người đó với anh bạn đồng đồng, đồng làm ruộng với mình cùng một cái miếng đất giáp ranh với nhau cùng một cánh đồng như vậy mà lúc nào mình cũng cho là mình khôn ảnh hết trơn gì cũng hơn ảnh trơn nói ra gì mình cũng hơn ảnh trơn mình không giấu cái khôn mình thì coi chừng là chúng ta sẽ bị hại thôi đồng đạo người ta sẽ không ưa mình người ta sẽ ghét mình mà thời nay thì quý vị biết rằng Cái ngôn ngữ của cái phương ngữ đời thường đó Thì thường dùng cái cái từ là Anh sao nổ như vậy Tức là nổ là Tức là ý muốn nói rằng Mình 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 khoe đó Khoe phang tài cán mình đó. Thì những cái này là những cái Thường là chuốt vạ vào, vào thân Kính trọng đạo Cho nên Đức Thầy mới dạy đoạn giảng này Để làm chi Chúng ta chẳng những ngoài Trong đạo ngoài đời cũng vậy nữa Ngoài đời mà người nào mà khoe phan nhiều quá Cho mình là hay giỏi nhiều quá Thì người đó thì thường thường đó thì vướng thất bại cũng giống như trong tam quốc thì chúng ta thấy như vương tu đó mình đặt vấn đề tại sao vương tu lại chết vương tu là người rất là giỏi trong đạo nhưng mà vì vương tu muốn phe phan tài cá cho nên chính vì ông phe phan tài cán trước bao quân làm như ông là người tài giỏi hiểu ý của là phải nói rõ là của tàu tháo cho nên cái miệng mất kiện cái thân ha vì ông phe phan trước bao quân ông biết ý của Tàu tháo cho nên cuối cùng Tàu tháo đem ông ra xử chảm thì đó là chúng ta thấy rõ là cái cái ý mà đức thầy muốn dạy không khác ý đó 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 tức là dầu chúng ta có khôn dạy cái nào nhưng mà chúng ta cũng nên giấu đi những cái hay của mình lúc nào cũng cũng giả khùng giả dạy bởi vì chính vì cái khái niệm này khái niệm này mà đức thầy chúng ta đề mở đạo thì quý vị, vị biết rằng tại sao đức thầy chúng ta xưng khùng xưng điên Là tại chỗ này đồng đạo kính thưa đồng đạo đức thầy xưng khùng xưng điên để làm chi để cho mọi người không quan tâm tới Hả? không tham quan tâm tới và đây cũng là một bài học để mỗi đồng đạo chúng ta có một cái kinh nghiệm sống bậc thầy mình mà ngài còn xưng khùng xưng điên rồi chúng ta là tín đồ thầy mình có hay giỏi có nào mà mình lại dám dỗ ngực xưng tên thì xin thưa rằng đó là cái điều nghịch lý cho nên chỗ này đức thầy mới dạy rất rõ đó à, nếu tranh đương ắt ta bị hại thêm xa cơ là bị xích xiền đó nếu mà mình mình không giả dạy mình còn tranh đương hơn thua thì đương nhiên chúng ta là cái người bị hại giống như mình mình bàn hồi nãy mình chỉ có con đường là nhịn nhục thôi Cho nên người tu chúng ta Cái quan trọng là chúng ta phải nhịn Còn nếu mình mà tranh đương chừng nào Mình là ra gió chừng nào Thì lúc lúc nào mình cũng là cái người bị hại cả Mà thật sự Trong cái kinh nghiệm sống hàng ngày Thì thần thưa, thính thưa đồng đạo Chỉ có nhẫn nhục Mới mới là chúng ta trường tồn thôi Còn nếu tranh đua thì sao Thì xin thưa là bị hại rồi Nhu hiền hòa, Nhược ác thắng can Đời cùng đạo bi quan ly hiệp mà thầy dạy Bởi vì chúng ta thấy giữa cái răng và cái lưỡi Tức là cái răng thì nó cứng Nhưng mà nó hư trước cái lưỡi Tức là nhu nhược thường tồn Sĩ can tắc triết Cái lưỡi thì nó mềm Nó dẻo nhưng nó còn hoài nó không hư Nó theo chúng ta đến cái ngày mình mình bỏ xác này Còn cái răng nó cứng nó chắc vậy đó Nhưng mà cuối cùng rồi nó hư trước lòng đạo Cho nên ở đây là cái cái thuật Cái thuật trong cái cuộc sống Mà thầy dạy rằng nếu trên đường ác ta bị hại thêm xa cơ Còn bị xích xiền thì từ chỗ bị hại đó, rồi cuối cùng từ bị hại đó thì cuối cùng thì chúng ta lại bị cái cảnh tù tội của thế gian thì đây là đức thầy dạy cái cuộc sống của mỗi con người và đức thầy khẳng định tại sao có những cái trường hợp đó vì đời nay chúng nói dụng tiền ít ai dụng chữ nhân chữ nghĩa thì qua hai câu giảng này thì mình thấy rất rõ rằng quá thực tế đồng đạo quá thực tế cuộc sống con người thì chung quy lại thì mình nói hết thì nó cũng không không phải là hết nhưng mà phần đông đó phần đông con người thì ai cũng dùng tiền hết còn nếu nói về nhân nghĩa ở đời thì xin thưa rằng cũng có người trọng. Nhưng mà cái người mà thật sự trọng ở nhân nghĩa thì rất là ít. Ngày xưa đó tình nghĩa là chính phải không? Nhưng mà ngày nay thì xin thưa đồng đạo tiền bạc tới 10 đó. Cho nên chúng ta thấy rõ ngày xưa ông cha của mình thì sống với cái nhân nghĩa ở đời. Người xưa tuy, người xưa tuy ít chữ nôm na chứ chân chánh người ta ngay thẳng. Còn người thời nay thì mọi thứ cái gì đó cũng là kim tiền cho nên ngày giờ này thì thật, thật sự ông cha chúng người đời người ta nói một câu một câu phương ngữ đó có tiền mua thiên cũng được thật sự như vậy chứ chỉ cần có tiền thôi thì gần như là chúng ta muốn đen thành trắng muốn trắng thành đen muốn gì cũng được hết nhưng mà trong cái được đó nó lại hàm chứa một cái tội nghiệp để rồi cuối cùng rồi chúng ta phải rơi vào đó để rồi chịu khổ vì vậy nên mình phải nhận định đúng xã hội giờ này là xã hội kiếm tiền vì đời nay chúng nó dụng tiền ít đã dụng chứ nhân chữ nghĩa cho nên cái mà Đức Thầy trú trọng là chúng ta phải nhận định đúng. Nếu mình tranh đương với thiên hạ là mình thua rồi. Bởi thiên hạ không dùng nhân nghĩa ở đời đâu đồng đạo. Chẳng những mà mà thời của chúng ta. Ngày xưa thời khổng tử cũng vậy. Tại sao khổng tử đi châu du nhiều nước mà Ngài không tìm được minh chủ cho Ngài? Bởi vì thời kỳ đó nhân nghĩa ở đời người ta cũng trọng. Nhưng mà đa phần người ta chỉ trọng cái quyền lợi cá nhân nhiều hơn. Khi đến đất nước này vua rất là trọng. Nhưng mà vua lại quán than rằng tuổi già rồi không đủ điều kiện để học cái thiết khổng tử rồi là đất nước khác vua rất là trọng nhưng mà các loạn thần tật tử tật tử các quan đại phu thì sợ mất đi cái quyền lợi cá nhân cho nên thì sàm tấu với vua không tiếp nhận cái thiết khổng tử thì rõ ràng đây là một cái thiết nhân nghĩa ở đời nhưng mà ngày xưa còn như vậy còn ngày giờ này cũng vậy đồng đạo cho nên chính vì lý do đó mà ngày giờ này mình nói tới nhân nghĩa nói việc tu hành mà mà chúng ta quân bình cái dân số mình nói nước Việt Nam mình thôi Giờ này gần 100 triệu dân rồi Mà ngồi lại bàn nhân nghĩa Tu hành ở đời thì giỏi gì phán 10% chứ gì đâu đó. Phải không? khoảng chừng 10 triệu thôi. À, tức là, là là, là là phải nói rõ là còn lại là 90 triệu. Gần 90 triệu là phải nói rõ là lo chạy cho kiếm tiền thôi đâu đó. Bởi vì họ thời kỳ này thời kỳ mạt pháp, họ lấy đồng tiền làm chủ thể. Vì đồng tiền để sai khiến nhiều thứ quá cho nên họ cố tạo đồng tiền thì đương nhiên khi mà có người đặt nặng về tiền Thì nhân nghĩa phải giảm sút rồi Cho nên mới có câu đó Duy nhân bất phú Mà vi phú bất nhân Cái người mà giàu có Thì người này thường không có lòng nhân Mà cái người phải nói rõ Có lòng nhân thì người này thường nghèo khổ Đây là hai mặt ở đời Cho nên chúng ta phải nhận định được điều đó Để làm chi? Để mỗi đồng đạo chúng ta vui vẻ Mình nhận định nó vui vẻ Vì đời nay chúng nó dụng tiền Cho nên mình hiểu điều đó Để làm chi? Để mình thông cảm tha thứ cho người ta và đồng thời mình phải biết mình mình là người nhân nghĩa ở đời thì ở một khuôn khổ nào đó mình cũng đừng có đem cái nhân nghĩa ở đời mình mà mình phải nói rõ là khoe phang với đại chúng thì đó là coi chừng chúng ta bị hại rồi nhiều khi bị người ta lại quán mình nhân nghĩa đâu có xanh là tiền bạc cơm gá, cơm áo đâu nhân nghĩa đâu có xin được nhà lầu xe hơi rồi từ đó rồi chúng ta sẽ bị người khác nhục mạ xỉ nhổ mình À, chi bằng giờ này chúng ta an phận thủ thừa là ở chỗ này vì đời nay chúng nói dụng tiền ít là dụng chữ nhân chữ nghĩa và đức thầy dạy là theo học đạo mặc ai mai mẻ ta cũng đừng gây gỗ với người vậy thì hôm nay chúng ta thấy rõ từ đó là hai hai cái ý này cái ý của câu giảng này nó liên liên tục với nhau cho nên hôm nay tôi và vị và quý vị là chúng ta phải nói ra là những người đang theo học đạo nè mai mẻ là gì từ mai mẻ là họ phải nói rõ là dèm pha họ nói đon nói ghen họ nói thiệt nói giả trong câu nói họ có một cái hàm ý họ đang chê bai họ đang cười nhạo chế nhạo mình là mai mỉa dùng cái từ mai mỉa trong đó như vậy thì hôm nay mình theo học đạo ai có nói gì mình cũng chấp nhận hết cái quan trọng là ta cũng đừng gây gỗ với người mình đi học đạo mình lo tu hành người ta không chấp nhận đạo ta mai mỉa mình thì mình cũng cười thôi giống như đức thầy dạy đó nghệ khen cũng mặt đi quyền cũng hay chứ không phải người ta người ta mai miễn người ta nói xấu mình cái mình cử người ta lại mình đi gỗ người ta lại ôi đạo là con đường lành đạo là con đường giải thoát mà tại sao anh không không có chuyện nghe lời thì tôi nhớ hồi đó có một bạn đạo một tuổi cũng lớn hơn tôi khoảng chừng năm bảy tuổi thôi mà anh này giờ này đã quá giảng rồi đồng đạo thì gần như anh tốt lắm đi đâu anh cũng khuyên người ta tu hết trơn á mà khuyên người ta tu rồi cũng người ta không tu ta không tu xong cái người ta người ta quỷ bán chánh pháp cái anh cử lại người ta anh nói người ta là nghiệp chướng còn quá nặng cho nên là cuối cùng anh này bị xã hội người ta đặt cái biệt danh là anh nghiệp chướng. Thì vô tình lại là chúng ta thấy rõ rằng đây là những cái điều mà mình thấy rõ là nó đi ngược lại rồi. Rất là mâu thuẫn trong cái cuộc, cái sự nhận thức, trong mức độ giao tiếp. Vì vậy nên hôm nay chúng ta theo học đạo. Thì mình nhớ rằng mình học đạo, mình tu hành, mình được cái qua trái thì mình hưởng. Pháp Đồng Đạo. Còn cái người kia người ta chấp nhận theo mình, cùng ý mình thì tốt. Mà người ta không chấp nhận tiếng của mình Thì cũng tốt thôi Cái quan trọng mà thầy dạy ở cái câu tiếp theo này là Ta cũng đừng gây gỗ với người Mình đừng mình đừng có gây gỗ với ai hết á Mà mình cứ nghĩ rằng đây là nhân duyên Bởi vì thật sự đến với đạo là chúng ta hiểu Giờ này mình học đến đây mình hiểu rồi Cái duyên lành mới được đồng đạo Nếu không có duyên rồi thì dầu như dầu có ép Uổng cả đào thì xin thưa không được Không được đâu đồng đạo Đây là cái duyên mà và Đức Thầy mới dạy thêm là được mấy điều Thì đáng vàng mười thiệt hiện đức của ai mắng chửi có nghĩa rằng được mấy điều là được mấy điều nãy giờ chúng ta trình bày đồng đạo được mấy điều là chúng ta phải nhẫn nhịn nè chúng ta phải giả điếc nè rồi là chúng ta phải ăn nói thật thà nè chúng ta phải giấu đi những điều hay của mình nè rồi chúng ta không gây gỗ nè những cái người mà mỉa mai với đạo thì đó đó là được mấy điều đó đồng đạo và đức thầy cho biết rằng được mấy điều thì đáng vàng mười thì mới nói là vàng mười rất là tốt rồi cho nên thì vàng mười ở đây muốn nói là trọn vẹn à đây là quý báo đồng đạo cái Nếu nói về cái nghĩa bóng của từ đó Vàng 10 là quý báo Giống như Đức Thầy dạy đó Hành y thì đáng vàng 10 tùy lòng tùy sức của người đời nay Cái đó đồng đạo Như vậy thì được mấy điều thì đáng vàng 10 Thiệt hiền đức Có ai mắng chửi Thì được mấy điều là chúng ta hiểu ngay đó Tức là một cái con người Vàng 10 lý nó con người rất là tốt đẹp Con người này là không có chạy theo danh lợi Con người này thì không có bình phẩm Không có khen chê phải không? con người không bình phẩm không 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 can chơi người này rất là tốt rất đôn hậu rất thật thà thì nếu chúng ta làm được mấy điều đó thì thật sự đó mới là cái mới đạt ở chỗ mà chúng ta thực hiện là đức thầy đó là, là tu hành nó có tốn xu đó mà sau đó có tù thế gian hay hoặc là ta tu ta bây giờ tu niệm tầm thường đó là sau danh thể sẽ hương khắp chốn là phải thực hiện được được cái, cái đoạn này thì mình mới đạt ở chỗ được sẽ hương khắp chốn được mọi người quý trọng vì vậy nên đức thầy mới dạy thêm đó thiệt hiện đức của ai mắng chửi có nghĩa rằng cái từ thiệt hiền đức đó là con người này thiệt là có người hiền. Thì con người nó không mắng chửi ai hết á. Và giống như ông Phật là thiệt hiền đức đó. Thì ông Phật không bao giờ mắng chửi ai giàu rằng bị các trường phái khác Rồi bị các phái bà la môn Các phái khác Tìm cách đến hại Phật Chửi Phật Mắng nhiếc Phật Một cách thậm tệ Nhưng Đức Phật đâu có chửi lại đâu Pháp đồng đạo Mắng chửi Phật Mắng chửi ông Cù Đàm Đủ thứ trong Đức Phật Vẫn điềm nhiên À, bình tĩnh điềm nhiên, đâu có mắng chửi rồi đức thầy mình cũng vậy khi đức thầy đã đời má đạo thì cũng gặp nhiều cái cam go thử thách mà thầy phải nói rõ là bất cần à, ai chửi đức thầy thì đức thầy cũng phải nói rõ là mỉm cười thôi ở à, đây là phải nói rõ là nhân duyên như vậy thì thiệt hiện đức có ai mắng chửi là cái chủ thể này đó cái người này là người hiền thì người này không có chửi ai hết trơn á giàu rằng người ta chửi họ người ta có đối xử khổ khó với họ nhưng mà họ vẫn điềm nhiên họ không có buồn phiền không có chửi người ta phải không đó là đúng cái nghĩa đó chứ không phải là mình nói cái người thiệt hiền đức không ai chửi họ là không đúng cái người thiệt hiền đức người này vẫn bị chửi nhưng mà cái người thật thiệt người hiền đức người ta không có không có trả đũa lại thì đó mà là người hiền còn cái người giả hiền đức cũng là người tu nhưng mà cái người này mình đụng người này là nhảy rô rô người này là người này là giả hiền đức à phải không bởi đức thầy dạy thiệt hiền đức Có ai mắng chửi thì nếu thật sự là người hiền đức thì người này không có chửi ai trơn á Dầu hoàn cảnh nghiệt ngã cỡ nào ngừng dầu đàn bị người ta chửi người Ta đánh ta đập thì người này vẫn là cái người hiền Hiền cũng giống như Mà cái trường hợp Mà ngày xưa thì phải nói rõ là U Tức là ổng sắp sửa đi 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 truyền đạo đó Ở xứ ở xứ gọi là Yuna đó Thì lúc bây giờ Đức Phật nói rằng Cái xứ Yuna này cái người dân Rất là hung sùng bao ngược Nếu ông đến đây Ông truyền đạo Mà người dân người ta chửi ông Thì ông làm sao thì lúc bây giờ ngài mới nói rằng bạch thế tôn nếu mà họ chửi con thì con rất là rất là cảm ơn họ bởi vì họ mới chửi con thôi họ chưa đánh đập con con mang ơn họ lắm thì lúc bây giờ đức phật nói rằng ví dụ bây giờ họ vừa chửi họ vừa đánh đập ông nữa thì ông có giận họ không thì lúc bây giờ ngài u ly nói rằng thưa thế tôn họ chửi con họ đánh đập con con cũng mang ơn họ vì họ chưa đến nỗi giết con thì đức phật nói thêm nếu như vả sử họ giết ông thì lúc bây giờ vị đại đức này trả lời Bạch Thế Tôn Con rất mang ơn họ Vì họ đã giúp cho con giải phóng đi Cái kiếp con người đau khổ này Con rất là mang ơn họ Thì với một cái nguồn tư tưởng tích cực như vậy Thì Đức Phật nói rằng được này U Bali Ông sẽ đi qua cái xứ Yuna Ông sẽ độ được cái người dân xứ này Rất là hung dữ Vì vậy cho nên đây là một cái khái niệm Đây là cái người thật sự là hiền đức nè Người hiền đức không, người ta không bắn chửi dầu đằng bị đối phương bên ngoài người ta áp sát tìm mọi cách thế nào đó thì đó là cái gương mà chúng ta học tập đó là thiệt hiền đức của ai mắng chửi đồng đạo chứ không phải là mình là người hiền người ta không mắng chửi nha đức phật vẫn còn bị người ta mắng chửi đức thầy vẫn còn bị người ta người ta mắng chửi nhưng đức phật và đức thầy thiệt là người hiền đức cho nên các ngài không có phải nói rõ là trả đũa lại còn nếu như mình tu mình trả đũa lại người ta chửi mình mình chửi người ta lại là mình chưa phải là người hiền đức hay đồng đạo thì đó là thiệt đức ai mắng chửi và đức thầy mới dạy thêm là xưa đức thánh Luận bàn cái lưỡi Ngài nói rằng các việc tại mày Thuận với hòa hay ghét với rầy Cũng cái lưỡi làm thầy các chuyện Như vậy thì xưa Đức Thánh lại nói là Đức Khổng Tử Các vị Thánh Đã luận bàn cái lưỡi rồi Bởi vì hoàn toàn do cái lưỡi chúng ta mà ra Đồng Đạo Ngon dở cũng do lưỡi Lành dữ cũng do lưỡi Tức là do miệng lưỡi chúng ta gây ra Cho nên ngày xưa Khổng Thánh mới nói rất rõ đó Khổng Thánh mới dạy đó à Nhất ngôn khả dĩ hương bang Nhất ngôn khả dĩ tán bang cũng vì cái lưỡi một cái lời nói mà đất nước phải tan tan rã tiêu tan cũng vì một cái lời nói mà đất nước được hưng thịnh cho nên mới có câu là nhất ngôn ký xuất tư mã năng tri một cái lời nói bốn con ngựa đi theo không được cho nên thì ngày xưa đức đức thánh đã luận bàn cái lưỡi rồi chúng ta hiểu rõ rồi cho nên ở đây muốn nói rằng đức thầy chú trọng cái lời nói cũng vì cái lưỡi của con người chúng ta mà nó gây lên cái sự xáo trộn trong cái cuộc sống thì thật sự như vậy đồng đạo kính thưa đồng đạo cho nên hôm nay qua bốn câu giảng ở đoạn giữa này sư đức thánh Linh bàn cái lưỡi ngài nói rằng các việc tại mày thuận với vạ ghét với vầy cũng cái lưỡi làm thầy các chuyện đó thì mỗi đồng đạo chúng ta phải nhận định để mình nhớ lại cái lời nói mình mình phải cẩn hạnh cẩn ngôn kính thưa đồng đạo cho nên ông cha chúng ta cũng dạy không khác đồng đạo lời nói cũng mất tiền mua lửa lời mà nói cho vừa lòng nhau nè thì để thấy rõ rằng cái lưỡi chúng ta đó nó là một cái cơ quan ngôn luận không? Mình nói nôm nó na là một cơ quan ngôn luận cái lưỡi mình, bởi con người không có lưỡi sao nói chuyện được, sao phát ngôn được. Và cái cơ quan ngôn luận này nó sẽ phát ra một cái nguồn cái lời nói. Cái lời nói đó nó là một cái nguồn năng lượng. Thì cũng là nguồn năng lượng này mà chúng ta có được cái sự hòa thận. gọi là tích thiện thì thường có phước dư. Cũng vì cái nguồn năng lượng này mà chúng ta nói ác thì bằng tích ác quả ương đeo đắm như Đức thầy dạy. Cho nên cái lời nói chúng ta nó quan trọng lắm. Lời nói chúng ta lên thiên đàng mà lời nói xa địa ngục đồng đạo. Cho nên hôm nay trong cái con đường tu hành của mình qua bốn câu giảng này thì mỗi đồng đạo chúng ta phải cẩn hạnh cẩn ngôn mà đức thầy dạy nhưng thầy xét lại khẩu nghiệp của các trò còn nặng nề hơn hết. Vì vậy thầy bây giờ hãy lấy gươm trí huệ mà dọn sạch má lòng nè, hãy lấy lòng khoan dung mà đối lắng nhau, hãy lấy lòng bác ái nhân đạo mà cư xử với mọi người. Vì vậy đức thầy mới dạy thêm câu tiếp theo đó. Ngài nói rằng các việc tại mày thuận với và hay ghét với gầy cũng cái lưỡi làm thầy các chuyện. Cho nên thầy mới dạy là phải kiếm cách đặng ta trừ tuyệt tức là mình phải làm sao sống ở trong chánh ngữ đồng đạo đức thầy dạy là phải kiếm cách đặng ta trừ tuyệt thì chúng ta phải kiếm cái cách nào đó để trừ tuyệt mà muốn trừ tuyệt thì giống như đoạn giảng mà tôi vừa đọc hồi nãy hãy lấy gươm trí huệ mà dọn sạch má lòng sở dĩ có một cái lời nói bắt hòa hiềm khích có lời nói lưỡng thiệt ý ngôn bắt khẩu vọng ngữ thì hoàn toàn do ma ma nói phải không cho nên thầy mới dạy là giữ đừng cho quỷ giác đường công dùng từ ngôn nó tận đáy lòng dầu trên giới cũng không mấy khác chúng ta nói cái lời không đúng là đúng, bây giờ là ma nói đó mà ma đâu trong lòng của mình cho nên hôm nay phải kiếm cách đặng ta trừ tuyệt là trừ tuyệt là dứt tuyệt đó thì mỗi đồng đạo chúng ta hãy lấy gươm trí huệ mà dọn sạch ma lòng mình phải có được cái trí huệ chúng ta phải tu tập giới định huệ chúng ta phải niệm phật chúng ta phải làm sao trong lòng mình có được cái gươm trí huệ thì mới diệt sạch ma lòng rồi bên cạnh đó muốn trừ tuyệt thầy dạy hãy lấy lòng khoan dung mà đối đã lẫn nhau thì luôn luôn đối bên ngoài ở mọi cái giai cấp ứng xử bên ngoài thì chúng ta phải thực hiện cái pháp gọi là khoan dung bởi vì mình có khoan dung thì đương nhiên cái lời nói mình sẽ tốt mà mình bất phan dung thì đương nhiên cái sự sân nộ nở lên chúng ta không đạt kết quả rồi ngoài cái việc phan dung ra đó thầy dạy hãy lòng bác ái nhân đạo mà cư xử với mọi người thì lúc bây giờ chúng ta tiếp tục thực hiện thêm cái tử cái chữ từ bi mà chúng ta trình bày số trước lòng mình lúc nào cũng bác ái lòng nào mình lúc nào cũng thương người nhân đạo là thương người bác ái là cái tâm rộng lớn tâm của phật đồng đó và đặc biệt thầy dạy chúng ta phải hiểu lý vô ngã không có ta nếu mình hiểu được là không có ta thì mới hàng phục được cái miệng đồng đảo còn nếu mình nghĩ là tôi là phan chí tâm ta là cái người giàu có ta là người quyền quý ta là chồng ta là cha ta là vợ ta là ông bà gì đó thì từ những cái ta đó đó nó là rất rễ nó nguồn cội để nó Bung qua ra bên ngoài những cái lời nói Mà phải nói là những cái lời nói ác Những cái lời nói khẩu nghiệp Cho nên đây là cái cuối cùng mà thầy dạy chúng ta Là phải đạt được cái lý vô ngã Khi có được lý vô ngã rồi Thì lúc bây giờ chúng ta xem ai cũng như ai thôi hả à? Phải không Cái người kia nhỏ hơn mình không bằng mình Cái người kia là cái người hại Phá hoại của mình nhưng mà đối với mình Người kia cũng là như vậy thôi Bởi có cái gì là là của mình đâu Bởi vì chúng ta còn có cái ta Nên mới sanh ra nhiều cái sự khổ còn nếu như tôi và quý vị lúc này mình không còn cái ta nữa, thì lúc giờ mình hạ tắc. Cho nên Đức Thầy mới dạy là lấy. Ở chỗ này Đức Thầy mới dạy chúng ta là phải kiếm khách, đặng ta trừ tiệt. Và Đức Thầy mới dạy thêm rằng đó, Đức Thầy mới dạy thêm chúng ta rằng lấy tâm thần làm chủ mấy màu. Tức là chúng ta phải trở về, trở về bên trong. Như vậy thì lấy tâm thần. Tâm thần là gì? Tâm thần là cái phần linh hồn cái phần linh diệu bên trong bởi vì tại sao thầy dạy lấy tâm thần làm chủ mấy màu như vậy thì tâm thần ở đây chúng ta chỉ ngay trong mỗi con người chúng ta đều có tâm thần mà đức thầy dạy là chỗ chỗ tâm thần tỏ vĩ nơi thân như vậy thì tâm thần là lòng mình tâm thần là cái sự sáng suốt cái sự linh cảm gọi là cái phần hồn đó cái phần tinh thần của con người đó thì gọi là tâm thần cho nên cái phần trí sáng cái phần linh hồn này nó bị trục trặc nó có vấn đề thì bác sĩ khám bệnh nói rằng anh bị bệnh tâm thần. thì khi bệnh tâm thần là chúng ta thấy rằng cái bộ phận này nó có vấn đề, cái bộ phận mà nhận biết đó, cái giác quan để chúng ta nắm vững cái cuộc sống mình là chủ thể đó thì nó có vấn đề. nên lúc bây giờ nó trở thành cái người bị à, gọi là bị mất trí, bị tâm thần thì đó là chúng ta hiểu rõ. còn nếu như một con người sáng suốt, thì tâm thần người này nhất người hợp phật với chúng ta, thì cái tâm thần người này rất là phải nói rõ là sáng suốt. Khi một người có tâm thần sáng suốt rồi Thì chỉ huy mọi sự kiện Sự việc bên ngoài, hành động Và lời nói rất là sáng suốt Bởi vì Đức Phật dạy là khẩu dục Do duyên ý dục Cho nên lấy tâm thần làm chủ mấy màu Thì hôm nay đồng đạo chúng ta Đừng được gọi nói Trước khi nói chúng ta phải phụ vào Cái sự suy nghĩ Cũng giống như ngày xưa Ông Sô Đát vậy, ông có ba cái sạc Như vậy thì trước khi ông nói cái điều gì Thì ông là cái người lấy tâm thần làm chủ á không có đơn giản như mình muốn nói thì nói đâu khi nó làm ít chịu suy lường mãi phạm tội nên rằng nghiệp ác không phải gì đâu đồng đạo tôi và quý vị, vị thì thường thường là vậy đó cho nên chúng ta muốn nói thì nói không suy nghĩ đâu nhưng mà đối với ông Sorat cũng là một vị hiền triết á thì khi nói ông có ba cái sạn thứ nhất ông muốn nói đó thì ông suy nghĩ suy nghĩ là tâm thần nha suy nghĩ coi cái lời nói mình nó đúng sự thật hay không à, nếu đúng thì nói không đúng thì không nói rồi cái thứ hai nữa ông có suy nghĩ coi Tâm thần suy nghĩ coi cái lời nói này có chân chánh không Tà là không nói à Chân chánh thì mới nói Và cái sàn thứ ba thì tâm thần mới suy nghĩ coi Nói lời nói này Giàu rằng nó chân chánh Giàu rằng nó thật Nhưng mà có hại ai không Bởi vì cái lời thật mà hại người ta Mà nói ra giết nhiều người quá là không được Cho nên thì khi ông quán cái thứ ba này Lời nói này nó vừa chân chánh Nó vừa thật Mà nó không có hại ai hết đó nó đem cái điều lợi cho người ta Thì ông mới nói đồng đạo à Cho nên Ngài mới trở thành một cái nhà hiền triết đó Thì đó lấy tâm thần đó Như vậy thì thầy dạy lấy tâm thần làm chủ mấy màu Tức là thầy nói Lấy tâm lấy trí sắp soi á Có nghĩa rằng mọi cái sự kiện Mà chúng ta muốn nói đó Thì đồng đạo chúng ta phải phụ cái sự suy nghĩ vào đây Tức là lấy Cái ý để làm chủ Chứ không phải lấy là nó làm chủ Mà thường thường trong cuộc sống Chúng ta có nhiều cái sự đổ vỡ cái sự đau khổ khi chúng ta lỡ nó rồi đó lấy là không được đâu đâu cho nên tư tưởng phương tây mới nói rất rõ đó lời nói như thể tên vai không nên bắn bậy lọt vào tay người khó nhổ cho ra nếu như chúng ta không không giữ được nơi lòng của mình mình phát qua ra cái ngôn rồi đó thì chúng ta khó lấy lại lắm đồng đạo cho nên chính vì vậy mọi sự kiện hàng ngày giao tiếp hàng ngày khi nói cái gì đó chúng ta cố gắng thiện là đức thầy phải lấy tâm thần làm chủ mới mọc tức là mình phải lấy cái tâm mình để mình suy nghĩ suy nghĩ những cái cái lời nói của mình coi coi nó có hại hay không nó có phạm vào lưỡng thiệt ý ngôn có khẩu ngữ hay không nếu chúng ta suy nghĩ ừ không giống như ông sô đất hồi nãy thì chúng ta nói còn có thì chúng ta dừng lại sửa lại thì đó là lấy tâm thần làm chủ mấy màu và đức thầy mới dạy thêm là cũng chẳng nên theo tánh võ hầu thấy chẳng nói mà nhăn mà nhước như vậy thì đức thầy lại gạn thêm nữa có nghĩa rằng thầy dạy chúng ta đừng có đừng có nên Đừng có nên theo tánh võ hầu Võ hầu là con khỉ trong đó Cái từ võ hầu mà nếu chúng ta hiểu về hán học là Võ hầu là con khỉ Nếu như chúng ta gặp thì phải nói Còn giờ này mình sợ mình không nói Mình cứ nhăn cứ nhướng cứ ra đi không Là cái thầy không chấp nhận điều này Cho nên thì nói đây chúng tôi mới nhớ là trước đây Có một cái phong trào cũng có một số đồng đạo chúng ta đó Sợ cái khẩu nghiệp mình Không nói Thì từ chỗ không nói này cái số đồng đạo gọi là tịnh khẩu Nhưng đây không phải là tịnh khẩu Mà là không nói thì không nói như vậy thì mỗi cái hoạt động hàng ngày toàn là nhăn nhướng không à Ra đi viết giấy thì tôi có có đối diện người này có gặp người này đồng đạo Thì thầy không dạ thầy, thầy, thầy không chấp nhận đâu Bởi vì chúng ta sợ mình nói cái lời nói quấy Chúng ta không nói mình mọi thứ mình cứ ra đi Mình cứ diễn tả gì đó Thì đó là theo tánh võ hầu thầy dạy là ta ta không được quyền tức là ta chẳng nên theo tánh võ hầu đó cũng chẳng nên theo tánh võ hầu thì mình không thể nào giống như con khỉ được Thấy chẳng nói mà nhăn mà nhướng Thấy cái việc đó không nói Nói sợ phạm tội Nhăn nhướng ra ni Thì đó là những cái điều nó sai à, Nó sai Bởi vì cái mục đích mà tịnh khẩu nghiệp đó Không phải chúng ta không nói mà tịnh Mà mỗi đồng đạo chúng ta phải nói Nhưng mà nói theo một cái khuôn khổ Như là đức thầy dạy Đó là nói năng điều chánh Thì ăn chứ gì Nếu đồng đạo chúng ta nói năng điều chánh Thì đó là chúng ta đã tịnh được khẩu nghiệp rồi Khẩu nghiệp thanh tịnh rồi đồng đạo còn nếu như mình không nói thì biết đâu mà tỉnh. Có nghĩa rằng mình phải trải nghiệm đó. Ý Đức Thầy dạy chúng ta phải dùng lời nói để trải nghiệm. Để trải nghiệm là nói. Mình nói, được quyền nói. Nhưng đừng nói nhiều quá. Cũng đừng nói ít quá. Cái gì phải thì nói. Cái gì không phải đừng nên nói. Lựa lời tiếng dịu dàng trong sạch. Khi thốt ra đón chánh hiện tự. Thì rõ ràng nếu chúng ta nói điều này thì tốt rồi đồng đạo. Rất là tốt ha. Hoặc là hãy tập tánh mình. Nói năng chân chánh đúng sự thật. Bỏ hết những xảo ngôn xáo trác tráo trác những tiếng thô lỗ cọc cằn phàm bàn luận việc gì cũng phải nói tỏ tường ngay ngắn đối với cái dưới bề trên lời nói mình phải hiện lương đức hạnh và những sự khuyên dạy chỉ bảo kẻ khác điều có lợi cho chúng sanh và điều hợp tinh thần đạo đức nó thể rất rõ rồi thì từ đó chúng ta mới suy ra được rằng đức thầy cho phép chúng ta nói nhưng mà chúng ta phải nói cho nó đúng ha đức thầy không cho chúng ta nhăn nhướng à, cũng chẳng nên theo tánh võ hầu thấy chẳng nói mà nhăn mà nhướng và thầy mới dạy thêm là hãy liệu sức cho nên nói bướng dầu diệt chi liệu lưỡng mà làm như vậy thì đến hai cái câu giảng sau cùng này đức thầy dạy chúng ta hãy liệu sức tức là liệu sức mình mà nói hãy liệu sức cho nên nói bướng mình phải liệu cái sức mình còn nếu như bây giờ mình nói được mà mình làm không được là xin thưa đồng đạo không đạt kết quả hãy liệu sức cho nên nói bướng dầu diệt chi liệu lượng mà làm thì bất cứ mọi việc gì đầu hay đạo, đời hay đạo thì cũng vậy khi chúng ta nói cái gì đó thì đồng đạo nhớ một cái khái niệm mà thầy dạy đó người biết đạo phải dình ngôn ngữ nói ra chứ có sai lời như vậy thì khi chúng ta nói ở đây người ta không ép mình thầy dạy hải liệu sức cho nên nói bướng thì khi chúng ta nói ở đây mình phải suy nghĩ mình nói là đừng có nói bướng bướng là nói bướng nói càng đó nói bướng là nói nói cho lẽ có đó nói cho người ta thấy mình giỏi mình hay nhưng mà cuối cùng nói được là không được đó nói bướng thì vấn đề này thường thường trong nội bộ đạo chúng ta thường xảy ra vấn đề này mình phải liệu sức mình tôi nói trong việc từ thiện hỏi cũng vậy ví dụ bây giờ mình không liệu sức mình mình không có khả năng không có điều kiện mà anh em rủ mình làm từ thiện mình hứa đó, à, tôi hứa đó tôi làm suốt đời tôi làm anh hết cả tháng này nhưng mà cuối cùng chúng ta làm có vài ngày mình nghỉ vậy thì rõ ràng là người biết đạo phải dùng ngôn ngữ nói ra chứ có sai lời là mình 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 phạm vào mình rơi vào chỗ này thôi cho nên thầy dạy chúng ta hãy liệu sức trên nó bướng cái vấn đề lời hứa của mình lời nói của mình thì xin thưa đồng đạo chúng ta không ai ép mình khi mình nói là tự mình nói đúng không tôi nói ví dụ bây giờ giả sử đi tôi biết sức tôi yếu lắm chưa có đủ một cái định lực cái sự tinh tấn để chúng tôi để tôi ăn trái trường mà giờ này thấy đồng đạo ăn trái trường nhiều quá rồi tôi nói chàng ơi tôi ngày mai ăn trái trường đó giống quý vị đó nhưng mà cuối cùng về nhà là làm không được vậy là không được rồi phải không đó là chúng ta nuôi bướng đó và có rất nhiều rất nhiều sự kiện như vậy ở trong cuộc sống cho nên đức thầy giải để hải liệu sức cho nên nuôi bướng giàu diệt chi liệu lượng mà làm chẳng những nói và cái quan trọng hai cái ý này hai câu giảng cuối cùng này ý đức thầy muốn nói với chúng ta đó tức là lời nói và việc làm của mình phải đi đôi với nhau đồng đạo phải đi đôi với nhau chúng ta nói làm sao làm vậy người ta mới nể mình phải không còn giờ này tôi nói nôm na cái thuật ở đời đồng đạo nói ít đó làm nhiều thì người ta nể dữ lắm mà chúng ta nói nhiều làm ít thì mình là kẻ tiểu nhân người ta coi mình rất là nhẹ đây là chúng ta nói ngoài đời thôi và đặc biệt mình là những cái người tu hành học phật là những cái nhà mô phạm là những người cứu mẫu trong đó vì vậy cho nên trong cái phương diện này mình phải hết sức là cẩn hạnh hết sức là cẩn ngôn thà không nói nhưng mà nói thì phải nói cho nó trúng ha? còn nếu như mà chúng ta nói một lời nó nói mà không có rồi đó à, tức là nhất ngôn bắt trúng mà thiên ngôn vô dụng đó vô dụng đó như đức khổng tử dạy đó thì chỉ cần chúng ta nói một lời không trúng thôi nói một lời mà chúng ta làm không được thì từ đó sao chúng ta nói một ngàn lời người ta không nghe tôi nói chàng ông này ông nói vậy chứ ông làm có được đâu thì từ đó là tự mình tự mình hạ thấp cái danh thể của mình tự mình làm cho mình càng ngày càng yếu đi càng ngày làm cho mọi người khi dễ mình cái uy tín mình nó hoàn toàn do cái miệng mình nó làm mất uy tín của mình đâu ép mình nói đồng đạo. Cho nên nói chung lại ý này đó thì mỗi đồng đạo chúng ta phải cố gắng chúng ta đừng vội vã, đừng hấp tấp mà mỗi việc làm của mình trong cái cuộc đời tu của mình thì cái gì cũng vậy, chúng ta cũng phải từ từ, xét nét, kỹ lưỡng liệu sức của mình để chúng ta nói ta đâu, chúng ta làm ta đó, gọi là đường đạo đức bước đi từ nắp Thì nếu như mình nói được, mình làm được gọi là lời nói đi đôi việc làm. Thì lúc bây giờ đường tu chúng ta là chắc chắn Thì đấy là cái ý sau cùng mà thầy dạy Trong cái câu số à, Tức là 575 Như vậy thì tóm lại qua 25 25 câu này Thì tụ trung lại là Đức Thầy dạy chúng ta về cách ứng xử Và đặc biệt Đức Thầy chua đàn chúng ta Trong cái cách nói năng Trong cuộc sống hàng ngày Cho nên hôm nay đồng đạo thấy rõ rằng Ngôn ngữ học là một cái vấn đề mà mỗi đồng đạo chúng ta đang trải nghiệm mỗi đồng đạo chúng ta là một cái người phải nói rõ là ai cũng có dùng cái ngôn ngữ để chúng ta giao tiếp trong cuộc sống vì vậy cho nên giờ này chỉ cần chúng ta tu ở ngay cái miệng của mình mà chúng tôi thường nói khi chúng ta tu ngay cái miệng của mình là chúng ta đã thành công một nửa để tu chúng ta rồi cho nên hôm nay mình là người tu phải cẩn ngôn cẩn hạnh thì nếu như chúng ta cẩn ngôn cẩn hạnh nhiều chừng nào thì đường tu chúng ta càng cao chừng đó chứ không phải là mình ăn chay nhiều năm à, mình nó cúng lại nhiều năm làm từ thiện nhiều năm mà mình cao đâu tôi nói ví dụ giờ tôi thông suốt như thế này tôi ăn chay nhiều thế này tôi niệm phật như thế này mà tôi mở miệng nói chuyện không ra gì hết trơn á Nói đường làm nẻo rồi lại khoe phang lại tự đắc lại ngạo mạn, lại là phải nói rõ là kinh người này chê người kia thì lúc bây giờ tôi có cao chút nào đồng đạo. này chẳng khác nào người không tu thôi có tu hành gì đâu cho nên cái giá trị cái nhân phẩm đạo đức làm người xin thưa đồng đạo không ở đâu xa ở ngay cái miệng của mình chỉ cần chúng ta hàng phục được cái miệng mình thì lúc bây giờ mình sẽ nâng cao được cái thể diện cái giá trị cái danh phẩm làm người chúng ta và đồng thời cái miệng chúng ta là một cái cơ quan là một cái tổ chức để nó gây thành một cái nghiệp để nó tạo thành một cái phúc quả hai phúc cũng đều do miệng mà ra mà ông cha chúng ta dạy rất rõ rồi tức là bệnh tùng khẩu nhập quả tuần cấu xúc tức là bệnh cũng do miệng ăn vào mà quả cũng do miệng nói ra nếu như giờ này chúng ta điều chỉnh lại thực hiện lại đúng như trong kim cổ kỳ quan ông ba dạ là văn ngôn chánh phước lai quả khứ mà văn ngôn tà phước khứ quả lai chỉ cần chúng ta nói một lời chân chánh thôi thì phước nó đến ào ào quả nó biến mất còn nếu như chúng ta nói một lời tà vải thôi thì lúc bây giờ quả nó đến ào ào phước nó biến mất đồng đạo ạ à. cho nên đây là cái phương diện đối đãi Họa phúc đều do ta làm chủ Họa phúc đều do ta điều khiển Chứ không ai ngoài ta Trong một cái định lý nhân quả Đó là yếu tố chính nhất Mà đồng đạo chúng ta phải cố gắng thực hiện Như là Đức Thầy dạy Đó là ngôn từ đạo hạnh ý Thầy khuyên Hạnh đức ân cần rắn tập chuyên Trong cuối cùng của viện phiến thiện Kính thưa đồng đạo Thì đến đây Chúng tôi cũng xin kết thúc Qua cái phiên chú giải số 43 à, 25 câu À, trong quyển giác mê tâm kệ thì à, trong cái à, quá trình chia sẻ à, không sao tránh khỏi những sơ sót thì ngưỡng mong quý đồng đạo niệm tình lượng thứ bổ phiếu thêm những điều nào mà chúng tôi chưa trọn vẹn thì cuối cùng thì chúng tôi cũng à, không quên cầu chúc à, tất cả đồng đạo chúng ta cố gắng giữ kín cái miệng của mình thì mọi việc coi như chúng ta đã hoàn thành đúng như lời đức thầy đã dạy tín đồ cùng các chư tăng từ đài sắp đến Nói năng chọn lời, bớt phiền bớt não cuộc đời, ráng nghe lời dạy, vậy thời hành y, trân trọng kính chào. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà.